Xin chào các bạn đã quay trở lại với Surface Việt. Surface của Microsoft từ xưa tới nay luôn có những sản phẩm ra mắt là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm MacBook hay iPad của Apple. Và Surface Go cũng không ngoại trừ. Liệu sự ra mắt của nó có thể đang giết chết iPad của Apple? Hãy cùng Surface Việt đi tìm hiểu điều này nhé! Surface Go là thiết bị nhỏ và nhẹ hơn Surface Pro. Màn hình có độ phân giải 1800x1200px, nhưng các viền máy vẫn dày và chiếm diện tích lớn. Surface Go còn là máy tính bảng Surface đầu tiên có ổ USB-C 3.1 được tích hợp sẵn, một kết nối phổ biến trên MacBook và MacBook Pro. Microsoft đã cho phép người dùng đặt hàng ngay vào ngày hôm nay. Dưới đây là thông số kỹ thuật của Surface Go. Một trong những điểm hấp dẫn của dòng máy tính này là phần đính kèm bàn phím của nó. Khi được sử dụng với chân đế tích hợp của Surface Go, nó trở thành một laptop chính hiệu. Microsoft sẽ bán lại bàn phím tiêu chuẩn với giá $99. Nhưng những người đánh máy mạnh mong muốn được cọ laptop nên mua thêm Microsoft dòng Signature Type Cover $129. Lớp bọc lót Alcantara này có nhiều viền màu và dày thêm 1mm cho người đánh máy. Ngoài ra, phần bàn phím đánh kèm của Microsoft còn có thêm bàn rây chuột hoạt động tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm mouse Surface Pen, gia tăng khả năng viết hay vẽ. Rẻ hơn các dòng máy tính bảng Surface khác, nhưng vẫn đắt hơn một chút so với iPad $329 của Apple. Surface Go còn là một thiết bị có khả năng làm cho doanh số của iPad sụt giảm nghiêm trọng, bởi chắc chắn rằng Windows 10 tốt hơn nhiều so với iOS, và chip Intel Pentium 1.6GHz cũng không quá yếu. Các bạn thấy sao? Nếu có một số tiền thì các bạn sẽ chọn chiếc Surface Go của Microsoft hay iPad của Apple? Hãy comment bên dưới video này nhé! Và ngay từ bây giờ, các bạn cũng có thể đặt hàng Surface Go qua Surface Việt bằng cách liên hệ hotline 01234821988 hoặc truy cập website surfacevietvn nhé! Đừng quên bấm like và subscribe kênh của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn đã xem video của Surface Việt và nếu các bạn muốn chúng mình làm thêm video nào nữa thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.